Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại thì Nhã đang ở Tòa Thánh Tây Ninh vào cái dịp lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2018 đó quý vị. Thì Nhã nhìn thấy á, có rất là nhiều bà con mình từ miền Tây, 13 tỉnh miền Tây ha, lên Tây Ninh dự lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và xem múa rồng nhen đó. Thì ở đây nè, có xe biển số 61, có nghĩa là ở Bình Dương, nó ngoài miền Tây thì còn ở Bình Dương và nhiều cái tỉnh khác trong cả nước nữa. Wow, bây giờ ha, mời quý vị cùng đi xung quanh ở cái khu vực mà Tòa Thánh Tây Ninh á, để mà xem ha cái cảnh bà con mình lên Tây Ninh á, rồi nghỉ ngơi, sinh hoạt và vui chơi như thế nào hả quý vị. Wow, đây có 86 là ở Bình Thuận nha, 86 là ở Bình Thuận. Đó, có nhiều tỉnh đó vậy. Hồi mấy cô mấy gì cầm kẹo bánh nè ha. Ồ, 83 nữa nè, 83 là ở Sóc Trăng. Đó, quý vị thấy không, miền Tây nhiều ha. 62 là ở Long An đây rồi. Đây, 62 là ở Long An nhé. Nó ngoài đây là cảnh bà con mình đi chơi nữa vậy đó, đi tham dự lễ ha. Wow, vui quá chừng vui luôn. Phải nói lên Tây Ninh những cái ngày này á vậy, ai cũng vui hết trơn á. Ồ, đã quá ha, không khí trộn rộn. Nó nên là cái dịp lễ Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 đó vậy, là cái dịp lễ lớn nhất ha, lớn nhất, đông nhất của đạo cao đài Tây Ninh. Rồi bây giờ mời quý vị đi tiếp nha, đến cái chỗ trung tâm của Hội Yến Diêu Trì Cung ha, xem coi cái cảnh nó hoành tráng không. Đó, quý vị xem nè. Wow, trung tâm của lễ hội ha, trung tâm của lễ hội Yến Diêu Trì Cung. Đó, quý vị xem nè, cảnh bà con mình rất là đông luôn, quá đông hả vậy. Wow, ở ngay chỗ này thì coi như là nhiều người ta ra vô, nhưng mà thường á giờ này là chỉ có những người có nhiệm vụ đó vậy mới được đi vào trong, đi vào trong ha, của trung tâm của Hội Yến Diêu Trì Cung, ngay chỗ mà báo ân đó, báo ân từ á, ngay chỗ Phật mẫu ha. Các vị thấy không, vui quá. Hồi cảnh nè, bây giờ thì hơi nắng hơn vậy. Rồi vui ha, quá vui luôn. Rồi. Wow, đã đời ha. Trung tâm. Rồi, bây giờ coi như là đi tiếp ha. Nhiều quá rồi, đi tiếp qua cái chỗ chính của Tòa Thánh Tây Ninh hả vậy. Mấy anh chị này ở miền Tây lên chơi ha. Wow, rồi đi tiếp thôi. Wow, ở đây nữa vậy, ở đây còn đông dữ nữa nè, các vị thấy không, dưới những cái tán cây ha, dưới những cái tán cây nó che mát đó, rất là đã luôn. Ok, rồi đi tiếp nha. Đó. Wow, còn đây là cái cảnh nè, ngay ở chỗ giảng đường ha, gần trung tâm của Tòa Thánh Tây Ninh đó, thì có nhiều người họ đi bộ đó, đi bộ này nọ. Wow, thì cúng chùa hả vị, các vị thấy không, ngoài cái việc mà du khách đến Tây Ninh để mà tham quan rồi du lịch xem múa rồng nhen đó vậy, thì họ lên Tây Ninh còn để đi cúng chùa nữa. Thì có người tranh thủ vào cái giờ gọi là 12 giờ trưa đó vậy, hoặc là 6 giờ chiều ha, hai cái giờ đó để mà họ cúng chùa. Đó, còn có những người thì có thể cúng vào tứ thời, có nghĩa là 4 giờ trong ngày, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều, 12 giờ trưa và 12 giờ đêm ha. Ồ, ngay đây thì cũng có một cái bãi giữ xe nữa vậy, một cái bãi giữ xe ha, mà theo quan sát của Nhã
thì phải nói là nó kín hết trơn rồi đó, vậy thấy không, bãi dựng xe đó. Wow, đông quá ha. Rồi cùng đi tiếp quý vị ơi. Phải nói ha, cái không khí tòa thánh vào những ngày lễ quá vui luôn quý vị ơi. Đó, ai cũng tinh thần phấn khởi ha. Tinh thần phấn khởi. Đây bà con mình đi bộ. Đó. Ồ, đông quá nữa rồi. Đó, đây là nhà chủ chính nè. Nhà chủ chính của cái tòa thánh Tây Ninh ha. Đó, nhà chủ chính luôn. Ồ, rất là đông luôn. Đó, bà con mình đến đây thì bỏ dép ra rồi đi vào bên trong cúng chùa ha quý vị. Đó, quý vị thấy không? Cảnh rất là vui ha. Đi vô coi như dép đẹp nữa lắc ra cái xấu nó kiểu là hai bên quá vui ha. Quá vui thấy không, bà con mình lên rất là đông luôn. Wow, vui quá ha. Nó đến ngay đây á vậy thì chia ra nam nữ, nam một bên ha, nữ vào một bên đó, đó là cái quy định rồi. Vui quá. Rồi bây giờ đi tiếp hả quý vị. Bây giờ nhá sẽ chạy một vòng ha, xung quanh tòa thánh Tây Ninh. Vui quá. Nó cứ để dép ở ngoài ha, cúng xong rồi ra lấy thôi. À, thì. Rồi thấy không? Trời ha, ở tòa thánh Tây Ninh quá là vui luôn. Đó vậy thấy không? Bên kia là cái bảng ha, để là kính mừng đại lễ hội yến diêu trì công. Nè, đây nè, vì xem mà mấy chị mấy anh rất là đông vui ha. Đó, nhưng mà trời thì hơi nắng, trời hơi nắng ha, nên là họ phải đi coi như là hơi cực hơn bình thường hả vậy. Nè vì xem nè, cảnh ha, bà con mình thì viếng lễ ha, đây rất là vui luôn. Wow, đông vui quá quý vị ơi. Đó vậy thấy không, cảnh của bà con mình ha, đi tòa thánh Tây Ninh đó. Trời thì ngày hôm nay quý vị hên là thời tiết đẹp, nhưng mà nó hơi nắng ha, nó hơi nắng nên là họ phải ráng đó, để mà đi đến tòa thánh Tây Ninh và cúng hả vị. Quý vị thấy đông vui không, ba ẩm em bé đó đi chùa quá vui ha. Khung cảnh ở tòa thánh Tây Ninh đó vào những ngày đại lễ hả vị. Ồ, đông vui quá. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha là cảnh ở tòa thánh Tây Ninh đó, vào những ngày đại lễ đó vậy. Vui quá, họ đi thành đoàn đoàn ha, từng nhóm từng nhóm, quá vui luôn. Hôm nay là 14 âm lịch rồi nha quý vị, 14 âm lịch rồi. Ngày mai 15 là phải nói ở đây nó sẽ chật kín luôn. Wow, để cùng xem nè, vui quá ha. Nó phải nói là cái không khí này á, một năm chỉ có một lần ha. Wow, nắng quá. Đó vậy mấy cô mấy gì ha, nắng quá cầm cái áo lên ba người luôn. Đó, rất là dễ thương hả vậy.
em nhỏ cũng đi chùa ha. À, quá vui luôn. Tây Ninh vào những ngày đại lễ ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.